đang đến với chương trình Chinh Phục Thần Tượng mùa đầu tiên. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Yes Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Chinh Phục Thần Tượng có 4 bản thi với 12 ca sĩ nổi tiếng đạt các giám khảo chủ đề. Mỗi đêm thi sẽ có một giám khảo chủ đề là nhân vật chính. Và có 3 thí sinh sẽ chinh phục thần tượng qua vòng thi đơn ca và tam ca. Giám khảo chủ đề sẽ chọn một thí sinh phù hợp nhất để cùng với mình bước vào vòng thi song ca. Kết thúc vòng thi song ca, 4 thí sinh xuất sắc nhất của 4 bản thi sẽ cùng bước vào đêm chung kết xếp hạng, tranh giải thưởng cao nhất chương trình Chinh Phục Thần Tượng. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã song hành cùng với nhau qua 3 đêm thi đầu tiên của mùa đầu tiên Chinh Phục Thần Tượng. Chúng ta đã được nghe những giọng hát rất là hay, những tiết mục vô cùng lôi cuốn của các giọng ca trẻ trong hành trình chinh phục thần tượng của mình. Đó là ca sĩ Nhật Kim Anh, ca sĩ Dương Ngọc Thái và ca sĩ Hồ Việt Trung. Và một lần nữa, chúng ta sẽ cùng gặp lại những giọng ca đó và theo dõi hành trình vô cùng ấn tượng của họ trong những đêm thi vừa qua. Qua 3 đêm chinh phục thần tượng, vượt qua những đối thủ mạnh, 3 giọng hát Lady Phương Thùy, Anh Nhi và Lâm Thắng, với sự hỗ trợ của các giám khảo chủ đề Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh và Hồ Việt Trung, sẽ bước vào vòng thi song ca. Những gì hấp dẫn nhất vẫn đang chờ khán giả ở phía trước khi chứng kiến các thí sinh một lần nữa chinh phục thần tượng để giành cơ hội xuất hiện trong đêm chung kết xếp hạng. Và chúng ta hãy cùng chào đón 3 vị giám khảo chủ đề của bảng 1, đó là ca sĩ Hồ Việt Trung, ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ Dương Ngọc Thái. Thưa quý vị, và thể lệ của vòng song ca như sau, đó là 3 thí sinh sẽ song ca với 3 giám khảo chủ đề người đã chọn họ vào vòng này. Ba giám khảo chủ đề, bên cạnh việc là biểu diễn hỗ trợ cho các học trò của mình, thì họ còn đưa ra nhận xét và chấm điểm cho cả 3 phần dự thi. Và điểm đặc biệt của vòng song ca là bên cạnh 3 giám khảo chủ đề còn có thêm 2 vị giám khảo đặc biệt. Và sau khi mỗi thí sinh dự thi xong thì cả 5 vị giám khảo sẽ chấm điểm, và điểm số này sẽ bỏ vào một chiếc hộp giữ bí mật tới cuối chương trình. Và thí sinh nào có tổng số điểm cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng chung kết xếp hạng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón 2 vị giám khảo đặc biệt, đó là danh ca Thái Châu và ca sĩ Ngọc Ánh. Xin được chào 2 vị giám khảo đặc biệt là danh ca Thái Châu và ca sĩ Ngọc Ánh. Và đây cũng là lần đầu tiên mà 2 vị giám khảo xuất hiện trong chương trình Chinh Phục Thần Tượng. 2 vị giám khảo đặc biệt sẽ cho biết là cảm nhận của mình như thế nào về thời điểm này. Xin mời danh ca Thái Châu ạ. Trước hết, Thái Châu xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Đây là lần đầu tiên, cái đêm đầu tiên mà anh đến với chương trình Chinh Phục Thần Tượng. Có cái dịp gặp lại các em của chúng ta đây. Từ nào cũng thành danh. Tôi cũng rất ngưỡng mộ. Hôm nay lại có một cái chương trình đặc biệt như thế này. Cái lòng của tôi rất là nôn nóng. Những điều mới lạ, rồi cái cách hát của thí sinh như thế nào, rồi chọn bài hát như thế nào đó cho thí sinh mình thăng hoa, giúp cho các em đó đã có một cái động cơ thật tốt trong cái tương lai cho cái nghề ca hát của mình. Xin cảm ơn chia sẻ cho dân ca Thái Châu và ca sĩ Ngọc Ánh. Xin mời chị. Trước hết cho Ngọc Ánh xin trân trọng gửi lời kính chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và thân ái chào 3 vị giám khảo chủ đề. Hôm nay Ngọc Ánh rất là hân hạnh khi được làm giám khảo đặc biệt. Ngọc Ánh đang rất là nóng lòng muốn xem các em đào tạo thí sinh như thế nào, kết hợp ra sao, biểu diễn và hát và song ca như thế nào. Tất cả những điều đó nó tạo nên một tiết mục cần phải hoàn hảo, phải đẹp, phải hay. Chúc các em thành công và kết hợp với lại thí sinh của mình thật tuyệt vời. Xin cảm ơn 2 vị giám khảo đặc biệt. Và bây giờ xin mời 2 vị giám khảo đặc biệt về với vị trí của mình ạ. Xin mời. Thưa quý vị, giống như là giám khảo đặc biệt Ngọc Ánh vừa mới chia sẻ, là nghĩa là tất cả mọi người đang còn rất là hồi hộp, không biết là sự kết hợp
giữa giám khảo chủ đề, người sẽ hỗ trợ cho phần dự thi của thí sinh của mình, học trò của mình, sau một khoảng thời gian dài tập luyện sẽ diễn ra như thế nào trên sân khấu của Chinh Phục Thần Tượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của thí sinh Lady Phương Thùy với phần hỗ trợ của giám khảo ca sĩ Dương Ngọc Thái. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sâu, qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng, tiếc một đời sợ sát ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia úa tan, thương số kiếp bẽ bàng rồi cứ tránh mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Quay lại dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Thiên ý nên tình đành phải sỡ dàng, xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim. Buồn làm chi em ơi, gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi anh ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, gian phôi phai xin gói vào một tiếng thở dài. Dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thở dài.
vị, thí sinh Lady Phương Thùy và ca sĩ giám khảo Dương Ngọc Thái. Đây là ca khúc mà anh Dương Ngọc Thái đã chọn cho Lady Phương Thùy thể hiện trong đêm song ca ngày hôm nay. Dạ, anh có hài lòng với tiết mục vừa rồi không ạ? Thực sự cái bài hát này là một bài hát mà trong thời gian gần đây rất là hit. Chọn bài hát này cho Phương Thùy thì là cái giọng Phương Thùy là một giọng hát vừa có chất nhạc trẻ và vừa có chất bolero chút đó. Nên là thấy quyết định chọn bài hát này để cho em phải thể hiện. Và khi mà tập luyện với lại giám khảo Dương Ngọc Thái á, thì bạn có cảm thấy là những cái khó khăn hay là những cái thuận lợi như thế nào không? Anh Dương Ngọc Thái rất là dịu dàng, hay là anh hay la, hay là anh có tạo một áp lực nào đó cho Lady Phương Thùy không? Thật sự ra là anh Thái không hề gây một chút áp lực nào cho em. Em lên trên đây thi thì em cũng cảm giác nó rất là thoải mái. Em không có một chút áp lực nào từ anh Thái hết. Hai anh em là chọn bài ngay, là tập liền luôn. Và em qua tận nhà anh Thái luôn. Được anh qua Thái. Qua tận nhà anh Thái luôn. Dạ. Rồi bà xã anh Thái. Chị Vi rất là dễ thương luôn. Hai anh chị là tiếp đón em vô cùng nồng hậu luôn. Dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Lady Phương Thùy. Một lần nữa em xin được chúc mừng giám khảo ca sĩ Dương Ngọc Thái. Còn bây giờ thì xin mời anh về với vị trí giám khảo của mình ạ. Dạ, bây giờ thì em xin được mời giám khảo Thái Châu để chia sẻ phần thể hiện vừa rồi của Lady Phương Thùy ạ. Chào Lady Phương Thùy. Đây là một trong những giọng nữ đó mà giọng nam hát rất thoải mái. Cao như thế tốt. Lên mí giói được. Nhìn em, cái phong cách em và cái cách hát của em thấy là cái lửa nghề nó rực. Bước lên sân khấu là cháy liền, cháy bỏng liền. Thì đây là một cái cá tính rất là tốt cho cái nghề nghiệp ca hát của chúng ta. Ha, bắt nhịp liền, nghĩa là rau rực, bùng cháy liền chứ không có chừa được cái gì hết. Khi mà bước lên sân khấu, đây là một cái đức tính tốt mà khán giả rất rất trân trọng cái đức tính này. Cũng là chúc mừng em có một người thần tượng như thế này, lo lắng cho em như thế nha. Thùy ơi, bữa nay Thùy ra Thùy đẹp quá. Đúng rồi, quá nãy xinh giờ, đẹp. Hồ Vị Trung ngồi bị hút hồn luôn rồi. Wow. Thí sinh của người ta anh nha. Dạ, nhắc lại là thí sinh của người ta. Không, Hồ Vị Trung chỉ khen thôi mà. Dạ. Với lại là cái kinh nghiệm của Thùy là đi hát nhiều rồi. Nên là Thùy ra thì tự tin thì diễn. Với lại có một điều là anh Thái, nãy anh diễn chung với bạn diễn của anh mà mọi người đứng một chỗ. Mình phải tình cảm một xíu. Ví dụ lâu lâu ví dụ mình có nắm tay nhẹ hay là mình ôm nhẹ gì đó cho em nó tự tin. Còn nếu anh làm không được thì để em. Cái đó là đạo diễn đã sắp xếp kịch bản là vậy. Không, nhưng mà em thấy là bây giờ là Thùy làm là coi như là tròn trịa. Có mình anh là trớn quốc. Cái gì đó, cái cuối cùng. Đây nè, cái người này người ta tự tin, cái người này bị hốt hồn. Thí sinh người ta không căng thẳng, không căng thẳng là sao? Dạ, xin mời giám khảo Ngọc Ánh ạ. Chị thấy em bước lên sân khấu là em rất là tự tin rồi. Cái phong thái rất là thoải mái trên sân khấu. Em bước lên sân khấu là em rất là tin tưởng cái bản thân của mình và hát rất là tự nhiên. Cái đó là một cái rất là quan trọng khi một người ca sĩ đứng trước đám đông. Không có bị rụt rè, không có bị ngại ngùng gì hết. Hát rất là tự tin. Cái thứ hai đó là giọng hát của em. Giọng hát của em rất là cao và sáng. Lúc đầu chị tưởng em chỉ hát ở những câu cuối, cái câu thấp thôi, là các em chia câu như vậy. Sau đó em đổi lại thì cái đó là hay đó. Chị thấy đó là em hát là em hớp hồn anh Thái rõ ràng luôn đó. Thật sự lần đầu tiên anh hát với lại một đứa em, một thí sinh. Thật sự là mình lo, mình sợ nó quên lời mà mình quên lời trước. Quên được vậy. Quên. Cái Thùy là một giọng hát anh thấy rất là hay và có nội lực rất là mạnh và cũng rất là yêu nghề. Cái bài này là hai anh em tập lên tới ba tông rồi đó. Em thể hiện ở đây rất thành công. Thật sự anh bị hốt hồn luôn đó. Đó chính là mà tiết mục ngày hôm nay với những vị giám khảo đây là có thể nói là một tiết mục rất là tốt đúng không ạ? Và bây giờ sẽ là số điểm để chứng minh ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo sau đây sẽ là một thí sinh. Anh ấy đã nổi tiếng trên mạng xã hội rồi. Tuy nhiên là anh đến với Chinh Phục Thần Tượng để một lần nữa mở ra cho mình một cơ hội mới. Có nghĩa là anh ấy đến với chương trình này không chỉ là chinh phục thần tượng của mình mà còn chinh phục một đỉnh cao mới trong công việc, trong sự nghiệp của mình nữa. Và tôi muốn nhắc tới đó là thí sinh Anh Duy, và giám khảo sẽ hỗ trợ cho thí sinh Anh Duy là ca sĩ Nhật Kim Anh.
Thuyền tình anh lên đến trên sông mênh mông, chỉ nghe tiếng sóng trong lòng. Phố về như du nỗi cô đơn, đã bao ngày ai phiêu lãng. Cuộc đời anh bôn ba bao năm phong sương, lẻ loi hoang vắng giữa trời. Biết về đâu, biết tìm đâu cho mình bờ bên neo rừng. Dòng thời gian em trôi trôi trong miên man. Một hôm anh đến bên đời, thức tình em trong giấc ngủ say. Anh trao tình anh ấm áp, làm lòng em say mê, say bao nụ hôn. Cuốn em trong đôi mắt anh, bóng hình anh, tiếng cười anh đã cho em biết thương, biết yêu. Bao năm qua anh như người say, đã bao ngày chờ giây phút này. Anh đã tìm em, anh đã đợi em, lòng hiu quạnh. Ta bên nhau xua tan niềm đau, hứa một đời dù vật đổi sao rời. Có nhau từ đây, yêu mãi ngàn năm. Con thuyền em dừng chân, con thuyền anh dừng chân. Thuyền tình anh lên đến trên sông mênh mông, chỉ nghe tiếng sóng trong lòng. Phố về như du nỗi cô đơn, đã bao ngày ai phiêu lãng. Cuộc đời anh bôn ba bao năm phong sương, lẻ loi hoang vắng giữa trời. Biết về đâu, biết tìm đâu cho mình bờ bên neo rừng. Dòng thời gian em trôi trôi trong miên man. Một hôm anh đến bên đời, thức tình em trong giấc ngủ say. Anh trao tình anh ấm áp, làm lòng em say mê, say bao nụ hôn. Cuốn em trong đôi mắt anh, bóng hình anh, tiếng cười anh đã cho em biết thương. Chờ giây phút này, anh đã tìm em, anh đã đợi em, lòng hiu quạnh. Ta bên nhau xua tan niềm đau, ước một đời dù vật đổi sao rời. Có nhau từ đây, yêu mãi ngàn năm, con thuyền em. Bao năm qua anh như người say, bao ngày chờ giây phút này. Anh đã tìm em, anh đã đợi em, lòng hiu quạnh. Ta bên nhau xua tan niềm đau, hứa một đời dù vật đổi sao rời. Có nhau từ đây, yêu mãi ngàn năm, con thuyền em dừng chân. Có em từ đây, yêu mãi ngàn năm, con thuyền em dừng chân.
hôm nay là chị Nhật Kim Anh hôm chân đang bị thương, tại vì hôm trước mới bị vấp ngã anh. Anh coi chân chị bây giờ coi không được luôn á. À, tại vì hôm trước Kim Anh bị trượt cho nên là tới giờ vẫn còn băng. Chị bị như vậy đó mà ngày tập giờ chương trình rồi ở nhà hướng dẫn cho em rồi xong rồi hôm nay lên đây hỗ trợ em thi. Em rất là khâm phục chị về thái độ làm việc chuyên nghiệp của chị và tình thương mà chị dành để giúp đỡ cho em. Em cảm ơn chị rất nhiều. Thật ra thì hôm nay thì Kim Anh ngoài cái chân ra thì cái giọng cũng không được tốt lắm nữa. Trong ba giám khảo là anh Hồ Việt Trung, anh Dương Ngọc Thái và Nhật Kim Anh thì anh Thái đã mổ dây thanh rồi. Anh Trung thì chuẩn bị mổ mổ hạt dây thanh và sắp tới là tới Kim Anh luôn đó. Cho rất, nên là... rất là xúc động và bất ngờ. Thôi thì bây giờ là chắc là anh Duy hãy đưa Nhật Kim Anh về với vị trí giám khảo đi. Thưa quý vị, vậy mới thấy rằng là có những điều diễn ra trên sân khấu thơ, hoa, lãng mạn là vậy đó. Nhưng mà những người nghệ sĩ đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều. Và ngày hôm nay thì rõ ràng là giám khảo Nhật Kim Anh đã phải đánh vật với cơn đau. Đau cả về chân và đau cả về dây thanh quản nữa. Một lần nữa cảm ơn Nhật Kim Anh rất là nhiều. Bây giờ thì sẽ là chia sẻ của những vị giám khảo cho phần thi vừa rồi của anh Duy. Anh Duy hát rất là tốt, giọng sáng lắm, giọng đẹp đó. Cái bối cảnh rất là đẹp, cái câu chuyện cũng rất là lãng mạn và cách diễn của anh Duy cũng tốt. Nói chung là một cái tiết mục rất là trọn, rất là đẹp. Chúc mừng em. Giờ trước anh có nói em có giọng rất là hay rồi. Giọng rất là sáng, rất là dày. Hôm nay thì chắc là do không tự tin lắm đúng không? Với lại em leo lên cái con đò đó hơi nó bị trong trên nên là hát không có bằng cái đợt trước của em. Sợ bị chật chân đúng không? Dạ, một phần là sợ mình té rồi, một phần thứ hai nguy hiểm hơn nữa là sợ bị giám huấn luyện viên của mình đang nằm ở trên đó. Anh thấy là vậy, nhưng phải giọng em rất là hay. Chúc mừng em. Nãy giờ Hồ Việt Trung xem bạn diễn đó thì Hồ Việt Trung chỉ xin góp ý chút xíu như này. Khi mình hát một mình á thì mình hát mình phô giọng hát mình thế nào cũng được, nhưng khi mình hát song ca thì mình phải cùng hòa với lại bạn diễn của mình, nhất là những cái câu cuối cùng á. Khi mà thấy nữ dứt thì mình nên dứt theo nữ luôn. Cái thứ hai nữa mà khi mà em diễn chung với một người đẹp vậy mà anh thấy em nhắm mắt hoài. Em mở mắt lên. Trời ơi. Thì thật sự mà nói là hôm nay chị Nhật Kim Anh rất là đẹp mà em không dám nhìn luôn. Anh Duy nè. Dạ. Bây giờ chú hỏi con ha. Khi con hát với thần tượng của con Nhật Kim Anh, cái cảm giác của con như thế nào? Dạ. Cảm giác thứ nhất là rất là thích. Trước đó là nôn nao chờ đợi, nhưng mà tới khi hát á, thiệt ra thì con rất là rung. Trong lòng của con đó, con nghĩ thế nào một Nhật Kim Anh, một thần tượng của mình mà đang bị thương như thế này mà vẫn tham gia chương trình, vẫn đến với con cho cái tiết mục của con, thì con cảm giác như thế nào? Dạ, con cảm giác rất là hạnh phúc mà. Chính bản thân chú cũng vậy. Trời ơi, cái chân mà cái xương của mình như thế ha, mà vẫn vì chương trình rồi vì con nè. Dạ. Con thần tượng Nhật Kim Anh tới để mà tham dự cái tiết mục. Anh cũng mạn phép là thay mặt chương trình chinh phục thần tượng cảm ơn cái tấm lòng của Nhật Kim Anh rất rất là nhiều. Cái giọng con tốt lắm, con hát được lắm, nhưng mà ít nhiều con bị dao động bởi cái người thần tượng của mình nó bị cái tình trạng như thế. Các giám khảo cũng rất là thông cảm cho con, nhiều khi là tác động bởi xúc động, bởi lo lắng nha con nha. Cảm ơn chú. Đối với Kim Anh thì ngày hôm nay Kim Anh biết là em cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Thứ nhất là anh Duy bị căng thẳng, tại vì tự nhiên cái người hỗ trợ với mình là Kim Anh lại bị đủ thứ chuyện sự cố như vậy. Cái chân nè, nó đau rồi, lại thêm cái giọng nữa thì hỗ trợ cũng không có được tốt lắm. Anh Duy cũng bị phân tâm nhiều thứ. Thì ngày hôm nay tuy rằng nó chưa được hoàn hảo cho lắm, nhưng mà với chị thì anh Duy đã làm hết sức rồi. Chúc mừng em. Và không biết điểm số như thế nào, nhưng ngày hôm nay chúng ta đã cố gắng hết mình rồi. Dù thế nào mình cũng vui nha. Dạ, chắc chắn. Ngày hôm nay thì cả hai thầy trò của Nhật Kim Anh đã cố gắng hết mình. Và giờ sẽ là số điểm của 5 vị giám khảo cho tiết mục của anh Duy. Với rất nhiều nỗ lực, cố gắng vượt khó của hai thầy trò Nhật Kim Anh, thì không biết là
5 vị giám khảo sẽ tặng số điểm như thế nào cho bạn Anh Duy đây? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nha. Thưa quý vị, và thí sinh cuối cùng có ai khác ngoài anh chàng siêu quậy Lâm Thắng. Chỉ mới tuần trước đây thôi, anh đã làm cho chương trình Chinh Phục Thần Tượng đầy những sự hào hứng, những tràn cười thú vị. Vậy thì liệu tiết mục ngày hôm nay với sự kết hợp và hỗ trợ của giám khảo ca sĩ Hồ Việt Trung thì tiết mục của Lâm Thắng sẽ hấp dẫn, thú vị như thế nào? Xin mời! Alo, tao cho tụi bay 3 ngày nữa, nếu không đem tiền qua tao thì biết đó nha. Nghe chưa? Làm. Ê, mấy thằng này. Dạ, mời anh. Em xin lỗi anh. Anh em xin lỗi anh. Để em đền cái áo khác cho anh. Mày ngon lắm. Dạ. Thấy nó cái gì đẹp? Cắt. Hả? Đừng mà anh, đừng mà. Em không có gì đẹp đâu anh, em xấu lắm. Lỗ tai đẹp đó. Đừng. Cắt. Đừng anh ơi, đừng. Tha cho em anh ơi, em sẽ đền cái áo khác cho anh mà. Rồi ok. Lỗ mũi đẹp hơn. Cắt. Thôi đừng. Tha cho em đi mà anh. Cặp mắt đẹp kìa. Cắt. Anh ơi, riêng cả mắt anh khỏi cắt. Em đã cắt từ nhỏ rồi. Lúc năm 15 tuổi, hàng bạn trong xóm dẫn em đi cắt rồi anh. Cái gì? Năm 15 tuổi có một thằng bạn dẫn đi cắt mắt hả? Dạ. Không lẽ nó là Thắng Cội? Thôi chẳng đây. Trung Trần Trũi. Trời ơi, lâu quá mới gặp. Khỏe không? Khỏe. Trong này làm ăn được không? Làm tồi là biết rồi. Trời ơi, qua đây chút coi. Đây. Chớ quá trời. Nhớ mày nhiều lắm. Trời ơi. Không biết nói trời ơi. Mười mấy năm rồi mới gặp lại. Đẹp trai. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em đã không ngọt ngào. Dù cho bao khó khăn, tình anh em vẫn luôn bền vững. Nhiều khi cố chấp khiến anh buồn, nhiều khi nóng tính khiến anh hờn. Nhưng người anh em ơi, sau đó ta lại cười vui. Tuy ta không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau, nhưng tình anh em ta như chung một dòng máu. Dù cho mãi sau có thế nào, dù cho mãi sau ai sáng giàu, luôn kề vai với nhau như anh em một nhà. Đã là anh em thân với nhau, có hơn mình phải có nhau. Đừng hơn thua mà đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Dù mai sau đường đời đổi thay, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chia sẻ những khi buồn vui. Mình quanh ông vô.
Bây giờ tao phải chạm kịp rồi. Mệt quá. Mệt ơi. Nhớ ngày xưa của hai đứa mình. Kỷ niệm quá trời quá đất luôn. Mệt quá, đánh cho mệt tiệt. Bao năm qua ta đã có nhau, tình anh em mãi không nhạt phai. Dù cho bao khó khăn, tình anh em vẫn luôn bền vững. Nhiều khi cố chấp khiến anh buồn, nhiều khi nóng tính khiến anh hờn. Nhưng người anh em ơi, sau đó ta lại cười vui. Tuy ta không sinh ra cùng tháng cùng năm, không cùng cha cùng mẹ với nhau, nhưng tình anh em ta như chung một dòng máu. Dù cho mãi sau có thế nào, dù cho mãi sau ai sáng giàu, luôn kề vai với nhau như anh em một nhà. Đã là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau. Đừng hận thua và đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Dù mai sau đường đời đổi thay, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chỉ sớt những khi buồn vui. Đã là anh em thân với nhau, khó khăn mình phải có nhau. Đừng hận thua mà đừng nghĩ suy xem ai hơn ai để rồi mất nhau. Dù mai sau đường đời đổi thay, vẫn mong mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chỉ sớt những khi buồn vui. Người anh em mà tôi quý bao năm trời, chỉ sớt những khi buồn vui. Chúc mừng chú. Thí sinh Lâm Thắng và giám khảo ca sĩ Hồ Việt Trung. Coi như là một tiết mục mà vừa kết hợp diễn xuất và thể hiện ca khúc luôn. Thì em không biết là tại sao anh Hồ Việt Trung lại chọn cái khúc này cho phần dự thi của Lâm Thắng ạ. Dạ, lời đầu tiên cho phép Hồ Việt Trung xin được gửi đến đầu tiên là con gửi đến Ba Thái Châu cùng chị Ngọc Ánh, cùng anh Dương Ngọc Thái và Nhật Kim Anh. Thì ca khúc này cách đây khoảng 4 năm. Đây là một ca khúc hit của Hồ Việt Trung và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến, của Hồ Việt Trung sáng tác, nằm trong phim Giải Cứu Tiểu Thư phần 3. Bài hát này Hồ Việt Trung sáng tác để nói về cái tình cảm anh em. Thì thật sự đây, dạ con xin phép được thưa là Lâm Thắng không có là ca sĩ, mà Lâm Thắng đến với chương trình này với một tư cách là một diễn viên hài và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Con hiểu sao mà Lâm Thắng lại đi thi một cuộc thi hát? Cái này là phải hỏi Thắng. Dạ, thật sự em tham gia này em cũng nhiều khi em về suy nghĩ là không biết tại sao em dám tham gia nữa. Dạ anh đem máu liều có sẵn trong người á. Dạ thật ra là con chỉ thật sự là con chỉ muốn nên thử thôi, thử con mình sao thôi chứ con không dám nghĩ mình là ca sĩ đâu. Tại vì riêng về Thắng là chuyên về diễn hài. Dạ. Nên con muốn dàn dựng một cái tiết mục vừa hát vừa có diễn xuất để mình lấy cái này mình bù đắp qua cái kia. Về diễn xuất thì thật sự mà nói anh Trung là người đàn anh của Thắng. Tất cả về mọi mặt, về ca hát, về diễn xuất ảnh cũng ra trước rất nhiều rồi. Tại thật sự những cái MV của anh Trung rất là hài hước. Thật sự nhiều khi mình coi mình cũng học hỏi trong đó nữa. Mãi là anh em mà sao vô thưởng được. Dạ, dạ rồi, bây giờ thì xin mời anh hãy về với vị trí là giám khảo của mình, xin mời ạ. Còn bây giờ thì xin mời ba của anh Hồ Việt Trung sẽ nhận xét như thế nào về tiết mục vừa rồi giữa con của anh và bạn của con anh là anh em của con anh. Dù cho ba mà có binh con còn ba vị này nữa, một bò đấu ba hơi căng à. Thế này nè Lâm Thắng. Dạ. Cái điều mà con hạnh phúc đây đó là con được làm huynh đệ với Hồ Việt Trung. Dạ. Cái người này đã năng động lắm, cái người này nhiều chiêu lắm. Các em đem ra, đem dâng hiến cho đời, cho cái sự nghiệp nghệ thuật của mình, những cái tinh hoa của mình có. Là cái này khán giả rất là trân trọng và yêu thương các em lắm.
thì Lâm Thắng được cái lợi thế là diễn viên nè, rồi lại được Hồ Vị Trung đây huynh đệ năng động để dàn dựng cho cái bài hát, rồi chọn một cái bài hát ý nghĩa có nói lên cái tình huynh đệ với nhau ha. Nhưng mà thực ra Lâm Thắng có cái bầu giọng tốt, hát được đấy, ráng nữa rồi trong tương lai đó có dấn thân vào ca hát thêm nữa đó, nó tình ca nữa thì cái màu giọng này rất là đẹp, sẽ tiến bộ đó nha. Với Kim Anh thì Kim Anh thấy một cái gì đó rất là mới và kết hợp như anh Châu mới vừa nói đó là kết hợp vừa hát vừa diễn rồi vừa hài hước trên đó nữa, thật sự nó có một cái màu sắc để mà thu hút. Về diễn xuất thì khỏi nói rồi, hai anh em quá trời bung lụa trên sân khấu rồi. Thì Kim Anh chỉ hy vọng rằng về tương lai Thắng sẽ trau dồi hơn về cái giọng hát, và Kim Anh sẽ gặp Thắng với một cương vị mới, đó là một ca sĩ trên sân khấu thật sự. Cảm ơn chị. Hôm nay thực sự coi tiết mục này anh rất là thích. Anh biết em Hồ Vị Trung chọn em là có ý tưởng hết rồi, chứ chiêu trò chơi rồi. Thật sự là không có nối tiếc tiết mục này. Thật sự là hôm nay Thắng hát cũng hay hơn ngày đầu tiên anh gặp em. Thì bây giờ mình cố gắng mình tập dượt thêm để nó cái này có hỗ trợ kia, vậy em có tiết mục hài rồi cũng có cái hỗ trợ cái hát của em nữa thì em sẽ thành công. Xin mời giám khảo Ngọc Ánh. Chị nhớ đây là chị có chấm cho em một lần khác mà em đóng kịch, và hôm nay chị ngạc nhiên là em đi thi hát. Thì tiết mục của em biểu diễn á, thì chị thấy giống như là một cái tiết mục mà xã hội đen hài. Mà nó như vậy là nó là một tiết mục giải trí, làm vui mọi người, có âm nhạc, có hành động. Trong một chương trình cũng nên rất cần những cái tiết mục như thế. Về cái phần hát của em thì ở đây mình không bàn tới nữa. Chị nghĩ rằng nếu em dấn thân vào thì em nên đi hát hài. Tức là em hát những loại bài hài. Dạ. Đó. Bởi vì em diễn rất là tốt rồi, cộng thêm với lại người bạn nối khố kia của em là giống như trời xanh một cặp vậy đó. Cho nên chị chúc mừng hai em trong buổi tối hôm nay. Dạ, em cảm ơn. Nếu em đóng hài chắc anh đi theo làm được. Chưa gì chắc là huynh đệ chắc có mình lâu. Và bây giờ sẽ là số điểm của 5 vị giám khảo dành cho thí sinh Lâm Thắng. Thưa quý vị, như vậy là 5 vị giám khảo của chúng tôi thông qua những phần nhận xét, đánh giá, tất cả đều được ghi nhận qua số điểm mà họ dành cho Lâm Thắng. Vậy thì với phần thể hiện rất là sinh động vừa rồi, liệu Lâm Thắng có bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nha. Thưa quý vị, qua 3 đêm thi trước thì chúng ta đã vô cùng hào hứng bên cạnh là tiết mục đơn ca của từng thí sinh, còn là màn hòa ca của cả 3 thí sinh. Và trong chương trình hôm nay với đêm thi song ca này, thì trước khi chúng ta cùng biết được là thí sinh đầu tiên có mặt trong vòng chung kết xếp hạng là ai, chúng ta sẽ cùng đến với một phần tam ca vô cùng đặc biệt của 3 giám khảo chủ đề bảng 1, đó là Nhật Kim Anh, Dương Ngọc Thái và Hồ Việt Trung. Hôm nay hôm nay về thăm nhà, nhịp chân lối quen xưa, đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi che già, sáng ngang một con đò, bồng bềnh con nước đưa, sương trắng phủ xa mờ, vài cánh én bơ vơ. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa đào, như quen bà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra, cô bé ngày xưa đó chung ngõ ở sớm nhà. Cô bé ở gần nhà ngăn cách khu vườn thưa lá,
thăm nhà, tình hai đứa theo hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ, xanh mơ một khung trời. Mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Xanh mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Vòng thi song ca đầu tiên với 3 thí sinh của bảng 1 đã gần khép lại. Lady Phương Thùy, Anh Duy và Lâm Thắng. Với những phần trình diễn hết mình, được sự hỗ trợ nhiệt tình của các giám khảo chủ đề, ai sẽ là người bước thẳng vào đêm chung kết xếp hạng? Và bây giờ sẽ là số điểm của 5 vị giám khảo dành cho thí sinh Anh Duy. Giám khảo Dương Ngọc Thái 9,25. Giám khảo Hồ Việt Trung 9,75. Giám khảo Nhật Kim Anh 9,5. Giám khảo Ngọc Ánh 9,5. Và giám khảo Thái Châu 9,5. Và tổng số điểm của thí sinh Anh Duy là 47,50. Tiếp theo là số điểm của 5 vị giám khảo dành cho thí sinh Lâm Thắng. Giám khảo Dương Ngọc Thái 9,75. Giám khảo Nhật Kim Anh 9,75. Giám khảo Hồ Việt Trung 9,75. Giám khảo Ngọc Ánh 9,5. Và giám khảo Thái Châu 9,75. Và tổng số điểm của thí sinh Lâm Thắng là 48,50. Và cuối cùng là thí sinh Lady Phương Thùy, giám khảo Hồ Việt Trung 10, giám khảo Nhật Kim Anh 9,75, giám khảo Dương Ngọc Thái 9,75, giám khảo Ngọc Ánh 10 và giám khảo Thái Châu 9,75. Và tổng điểm của thí sinh Lady Phương Thùy là 49,25. Như vậy thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết xếp hạng là Lady Phước Tuy. Và xin mời những vị giám khảo tiến lên sân khấu để chia vui với những thí sinh ạ. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ sau thì chúng ta sẽ đến với hành trình chinh phục thần tượng của những giọng ca trẻ. Và thần tượng của họ chính là ca sĩ Vân Khánh, Võ Hạ Trâm và Nam Cường. Chương trình chinh phục thần tượng do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Yes Studio thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thần tượng sẽ tiếp tục với bảng thi thứ hai, khi các thí sinh sẽ phải chinh phục 3 thần tượng, 3 giám khảo chủ đề với 3 dòng nhạc rất khác nhau: Vân Khánh, Võ Hạ Trâm và Nam Cường. Hãy cùng bắt đầu cuộc chinh phục của bảng 2 với đêm thi đầu tiên mà giám khảo chủ đề là ca sĩ Nam Cường. Những ca khúc nhạc trẻ ăn khách, những bài hát đậm đà tình quê hương. Bài hát nào, giọng hát nào sẽ chinh phục thần tượng Nam Cường? Mời quý khán giả đón xem tập 5 chinh phục thần tượng với đêm thi thứ nhất của bảng 2, chủ đề ca sĩ Nam Cường. Phát sóng vào 21 giờ thứ tư, ngày 11 tháng 11 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020 trên truyền hình Vĩnh Long 2.